Tôi tên là Nguyễn Anh Tấn, làm công việc này cũng 30 năm rồi. Dịp Tết thì cũng đánh ba cái đầu lưu đồng rồi, để mấy đa số là người lớn tuổi ta đánh để duy trì văn hóa trong dịp Tết. Cái công việc này thường thường nó đòi hỏi là mình phải kỹ lưỡng, mình đánh để cho người ta để lên bàn thờ người ta cúng kiến đồ, nên mình phải đánh kỹ lưỡng, tập trung đồ. Cái phương này hồi xưa nó cũng nhiều người làm, nhưng mà vì cuộc sống với lại một số người ta đi nước ngoài, với một số người người ta lớn tuổi người ta bỏ nghề. Thường thường một bộ đánh trung bình là cỡ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn, thì nó theo nó lớn nhỏ. Công việc này nói chung là nó cũng bụi bặm, nhưng mà vì cuộc sống nên mình phải làm, mình nói chung mình kỹ một chút, mình đeo khẩu trang rồi vô thôi. Thank you.